Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 31 tháng 5, cách đây đúng một năm, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chỉ thị 15 giãn cách xã hội đối với hai điểm dịch của thành phố là quận Gò Vấp và quận 12. Một năm đã trôi qua, những khó khăn, mất mát và đau thương đã phần nào nguôi ngoai. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại những ngày tháng đó để càng trân trọng và yêu quý hơn những giây phút bình thường như ngày hôm nay. Con hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Cách đây một năm, khu vực này là điểm nóng của thành phố cũng như cả nước khi phát hiện ra ổ dịch bùng phát đầu tiên của làn sóng dịch lần thứ tư. Việc phong tỏa đã khiến cho gia đình ông Thành cùng với bà con khu phố gặp nhiều khó khăn, sống trong sợ hãi. Cái thời điểm đó thì khu vực này là đầu tiên từ cái hội thánh Phục Hưng á, mà ở đây là cái hẻm bên đây và hẻm bên đây là hai hẻm này là lock out đầu tiên hết. Thì lúc đó là ra chỉ thị 15 thì nói chung là dân đây là hoang mang, lo lắng, lo sợ đủ thứ. Lo sợ rồi biết cái bệnh rồi nó tới mình sao mà thời điểm đó nghe nói cũng chết nhiều. Nên ai cũng lo sợ lắm. Khu này là đóng cửa đầu tiên. Thì kinh tế của dân thì nó cũng bị khó khăn. Nhưng trong khi đó thì nhà nước cũng có hỗ trợ. Hỗ trợ là coi như cấp phát như từng gia đình. Thì giờ nó vẫn còn. Nhưng mình vẫn chích ngừa đầy đủ, rồi mình vẫn phải phòng thôi, mình phải đeo khẩu trang, phải đồ cẩn thận. Thứ nhất là phòng cho bản thân, thứ hai là phòng cho cộng đồng. Một con hẻm nhỏ ở đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Cuộc sống bình thường đã trở lại với ba đứa trẻ hồn nhiên này của anh Hoàng. Thế nhưng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất người thân vì dịch Covid-19. Một năm trước, con hẻm này là điểm nóng về dịch và nó đã cướp đi mẹ, ông và bà của ba đứa trẻ chỉ trong 21 ngày. Nguyện vọng bây giờ của tôi thì là chỉ mong sao cho dịch được chấm dứt để những cái gia đình không gặp những cái hoàn cảnh giống như gia đình tôi. Một năm trôi qua, bình yên và mọi hoạt động đã trở lại ở những điểm nóng về dịch trước đây tại Gò Vấp cũng như nhiều con hẻm khác ở khắp thành phố này. Sau những ngày dịch giả tan thương, họ đã gượng dậy, bắt nhịp với cuộc sống bình thường mới, những thói quen mới. Dù hầu như không còn ai phải lo về dịch Covid, thế nhưng hàng ngày trong giao tiếp, họ vẫn đeo khẩu trang bởi việc cảnh giác trước dịch bệnh luôn hiện hữu. Ngay sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, trước bao khó khăn thách thức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn xác định một quyết tâm lớn thực hiện bằng được các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra cho cả 5 năm từ 2021 đến 2025 với phương châm phục hồi theo hình chữ V. Cụ thể, ngay trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục những gãy đổ trong chuỗi sản xuất, cung ứng, giúp doanh nghiệp tái gia nhập thị trường. Và từ năm sau 2023 sẽ thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng, bù đắp những tổn thất của hai năm 2020-2021 hướng đến phát triển bền vững. Đúng một năm trước, tại thời điểm này ở thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu quý vị ở đây có thể cảm nhận được là thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ rất là vắng lặng. Tâm lý người dân lúc bấy giờ thì hoang mang, thậm chí là sợ hãi với dịch Covid-19. Tuy nhiên sau một năm, quý vị có thể thấy đó, dịch Covid-19 đã được kiểm soát ở cả nước và tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống của đô thị sầm uất bậc nhất cả nước đã trở lại. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phục hồi một cách ngoạn mục, tăng trưởng từ âm sang dương. Nền kinh tế thành phố là hồi phục rất nhanh. Ví dụ như là cuối năm ngoái GDP của thành phố là âm 6,78%. Nhưng mà quý 1 năm 2022 thì chúng ta đã có GDP của thành phố là dương 1,88%. Và theo cái tổng kết đánh giá đó, dự kiến là 6 tháng đầu năm của chúng ta sẽ tăng khoảng 2,5-3%. Và dự kiến là cuối năm nay chúng ta có thể tăng đến 6-7%. Trong 4 tháng đầu năm, các lĩnh vực kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đều có mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 168.000 tỷ đồng, đạt 43,51% dự toán, tăng 13,87% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 6% so với cùng kỳ. Qua cái trao đổi thông tin của doanh nghiệp cũng như là đi thực tế tại doanh nghiệp thì rõ ràng là cái sự phục hồi của doanh nghiệp rất là tích cực. Nếu như dịch bệnh không có những diễn biến phức tạp thì dự kiến sẽ đạt
cái kế hoạch đề ra là 26 tỷ giá trị sản xuất tỷ đô trong năm 2022, tức là vượt 18% so với năm 2021. Tình hình sản xuất trở lại bình thường, các hoạt động thương mại dịch vụ và các hoạt động xã hội của người dân là trở lại bình thường. Và điều đó cho thấy là những cái dấu hiệu rất tích cực cho cái sự phát triển của thành phố. Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư năm nay cũng đã chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi đăng cai tổ chức. Và thành phố Hồ Chí Minh tại diễn đàn này thì cũng sẽ tham gia những cái tham luận với các chủ đề chính như là về nguồn nhân lực, về phát triển thị trường vốn và bất động sản, về chuyển đổi số cũng như là chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là dịp để thành phố Hồ Chí Minh thể hiện vai trò dẫn dắt cũng như là vị thế kinh tế đầu tàu của cả nước, cũng như là thể hiện sức sống mãnh liệt và sức chống chịu của thành phố Hồ Chí Minh trong suốt một năm vừa qua. Bản tin thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã vừa ban hành nghị định tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Tổng cục thuế đang chỉ đạo cục thuế các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định. Theo đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý nhanh chóng giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế để phân loại, thống kê, xác định rõ nghĩa vụ thuế và sẽ đôn đốc người nộp đầy đủ số thuế khi thời gian gia hạn kết thúc. Dự kiến, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính từ 123.000 tỷ đồng đến 125.000 tỷ đồng, bao gồm gia hạn từ 3 đến 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2022 được gia hạn đến ngày 30 tháng 10 năm 2022. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2022 được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Gia hạn 3 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 năm 2022 bao gồm đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022. Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế đối với 50% tiền thuê đất phát sinh năm 2022. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định 34. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Thành phố Đà Nẵng hiện có 25 khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng, cần di dời người dân để đảm bảo an toàn. Vấn đề này đã được đặt ra nhiều năm qua. Tuy nhiên đến nay, việc di dời người dân vẫn rất còn chậm trễ. Đã đến lúc phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để tránh những hậu quả đáng tiếc từ nguy cơ của các khu tập thể này. Một khu nhà tập thể đã xuống cấp khá nghiêm trọng ở phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Dù đã được thành phố đốc thúc giải quyết những quyền lợi, nhưng vẫn còn nhiều hộ dân chưa đồng ý di dời. Đà Nẵng có 25 khu tập thể xuống cấp như thế này, nhưng đến nay mới có 8 khu hoàn thành việc di dời người dân đến nơi an toàn. Còn 17 khu tập thể với 105 hộ gia đình chưa thực hiện giải tỏa di dời. Liên quan đến việc di dời giải tỏa các khu tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị thành phố cho biết kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay và giải pháp để xử lý dứt điểm việc di dời các khu tập thể xuống cấp, nhất là đối với các khu tập thể xuống cấp mức độ D, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa bão sắp đến. Cách đây gần 6 năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 83 về rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với chung cư, nhà tập thể xuống cấp. Tuy nhiên đến nay, tiến độ xử lý vẫn rất chậm. Thì câu chuyện này cứ nhắc đi nhắc lại hết kỳ họp này, kỳ họp khác. 7 cái nghị quyết Hội đồng Nhân, 3 cái thông báo kết luận Hội đồng Nhân, 3 cái thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân. Đến nay nó vẫn còn cái chuyện là nó càng ngày nó càng xuống cấp như vậy. Thì cái này đề nghị là sử dụng nghiên cứu rồi chút nữa trả lời cho cử tri xem thử là đến bao giờ là thực hiện đúng cái cam kết với Hội đồng Nhân hay không. Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, hiện hồ sơ pháp lý của nhiều hộ rất phức tạp do đã sang nhượng, cơi nới. Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc, thực hiện di rời, giải tỏa. Trong quá trình giải phóng mặt bằng thì người dân có một số kiến nghị, nhưng mà chúng ta đã giải quyết hết tình hết lý rồi thì trong việc cần thiết chúng ta buộc phải xử lý hành chính. Còn chỗ 50-22 thì lúc nãy em có báo cáo là hiện nay có tính phức tạp về pháp lý đất đai. Đoàn thanh tra sở xây dựng đã làm khoảng 2 tháng nay. Tuy nhiên là vì nó rất là phức tạp nên là cũng có xin là đến cuối tháng 5 này sẽ báo cáo Ủy ban thành phố cụ thể từng trường hợp. Trong đó thì mới làm cơ sở cho Hải Châu xử lý.
Ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, qua giám sát cho thấy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các quận đang vận dụng các quy định để xác định giá trị hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện di rời giải tỏa nhà tập thể xuống cấp, thuộc sở hữu nhà nước là chưa phù hợp, dẫn đến sự không đồng tình của các hộ di rời, gây khó khăn, chậm tiến độ. Hiện chính quyền thành phố Đà Nẵng vẫn đang loay hoay tìm giải pháp, trong khi những khu tập thể này vẫn đang xuống cấp hàng ngày.